cá sấu màu trắng hồng với đôi mắt xanh duy nhất trên thế giới. Một con cá sấu màu hồng nhạt đặc biệt quý hiếm đã được sinh ra tại Gatoland, một công viên động vật hoang dã ở Orlando, bang Florida, Mỹ. Con cá sấu bạch tạng cực hiếm này là kết quả của việc di truyền dẫn đến mức một phần sắc tố da, dẫn đến làn da trắng bạch. Cá sấu cái Mỹ, Alligator Mississippi 6, mắc một tình trạng di truyền được gọi là bệnh bạch cầu, do đột biến gen dẫn đến giảm sắc tố ở lông, tóc hoặc da. Không giống như bệnh bạch tạng dẫn đến mắt hồng và mất hoàn toàn sắc tố da, động vật mắc bệnh bạch cầu chỉ bị mất một phần sắc tố và thường có mắt xanh và da trắng, mờ hoặc hồng nhạt. Loài bò sát mới sinh này được cho là một trong tám loài cá sấu bạch tạng duy nhất trên thế giới. Chúng rất hiếm khi được sinh ra trong tự nhiên mà sống sót sau giai đoạn sơ sinh do vấn đề sức khỏe. Vì cá sấu Leucistic thiếu sắc tố da bình thường và do đó dễ bị cháy nắng. Chúng không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài ban dài và có nguy cơ bị tổn thương do ánh nắng mặt trời và ung thư da cao hơn. Cá sấu lersicthich cũng hiếm khi được nhìn thấy khi trưởng thành vì da của chúng khiến chúng dễ bị kẻ săn mồi phát hiện. Tuy nhiên, cá sấu con này có sức khỏe tốt và hiện dài 49 cm và nặng 96 g, đại diện công viên cho biết. Nó được sinh ra từ một người mẹ không mắc bệnh bạch cầu nhưng mang đột biến gen gây ra tình trạng này và người cha của nó mắc bệnh bạch cầu. Bởi vì bệnh bạch cầu là một tình trạng lặng, nên cần có hai bản sao của biến thể di truyền, một từ mẹ và một từ cha, để tình trạng này tạo ra những đặc điểm có thể quan sát được. Cá sấu bạch cầu được sinh ra cùng với một con đực không mắc bệnh bạch cầu, con này có cùng kích thước. Màu sắc của cá sấu bạch tạng có thể thay đổi theo thời gian vì không giống như động vật bạch tạng, chúng vẫn có gen tạo sắc tố. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2020 đã trình bày chi tiết về phát hiện đặc biệt về 6 con cá sấu Mỹ mắc bệnh bạch cầu mới nở ở Nam Carolina vào năm 2014. Những con vật này bị thiếu cân khi được tìm thấy và ba con đã chết ngay sau khi được thu thập. Ba con cá sấu còn lại sống trong điều kiện nuôi nhốt trong vài năm cho đến khi chết. Tác giả chính Thomas Rainwater, một nhà khoa học nghiên cứu tại Đại học Clemson ở Nam Carolina, cho biết vào thời điểm đó, chúng sẽ không thể sống sót. Chúng đều khá gầy gò, thường có khuyết tật bẩm sinh về sức khỏe và dễ bị kẻ săn mồi phát hiện. Ông nói thêm, thay vì để tự nhiên trong trường hợp này hoặc để những con non có thể bị săn trộm bởi những người buôn bò sát, chúng tôi đã thu thập cá sấu nhằm nỗ lực chăm sóc chúng để có sức khỏe tốt hơn và có khả năng tận dụng giá trị của chúng trong giáo dục và bảo tồn động vật hoang dã. Hà Thu theo Life Science